Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại nằm trong một vẹn đề tài rất dài của chương trình đối thoại, đó là việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp. Trong các số đối thoại trước, các khách mời là chuyên gia kinh tế, luật sư, doanh nghiệp đã cùng bàn về rào cản của việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp hiện nay như thế nào và chúng ta nên tập trung vào việc chuyển đổi hay chúng ta tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh. Có rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra tại các số trước và trong số đối thoại này chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay của chương trình đối thoại các khách mời cũng là doanh nghiệp, luật sư và chuyên gia để cùng bàn về chủ đề này và cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Easter IMC. Ông Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng. Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SB Law. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại với góc nhìn của doanh nghiệp, góc nhìn của chuyên gia hay luật sư thì chắc chắn là rất nhiều câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi cho chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện hàng loạt các số đối thoại trước bàn về chủ đề này thì sẽ được các khách mời ngày hôm nay giải đáp kỹ càng hơn. Tôi nhớ là ông Hoàng cũng đã rất là tâm huyết với chủ đề này trong cái chương trình kỷ niệm 10 năm lên sóng của VITV vào tháng 3 năm ngoái. Thì ngày hôm nay có sự có mặt của ông Hoàng để ông Hoàng có thể chia sẻ đầu tiên ý kiến của mình về cái việc chuyển đổi này ạ. Xin mời ông Hoàng. Thứ nhất là rất cảm ơn VITV đã mời tôi cùng các khách mời khác tham dự tọa đàm. Thì tầm nhìn của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ ấy là 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020. Thì cộng đồng doanh nghiệp rất là phấn khích, nói thực sự. Và chúng ta biết năm vừa rồi là năm 2019 ấy, là một cái năm giống như là một cái điểm nhấn của bức tranh kinh tế. Trong cái bối cảnh kinh tế suy thoái, nó chưa phát triển của thế giới thì chúng ta vẫn phát triển, mà phát triển cả vượt mức của Quốc hội giao ấy. Và đây là một cái điều làm sao các cộng đồng doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ như vậy thì rất tin tưởng. Và cá nhân chúng tôi là các doanh nghiệp ấy thì rất mong muốn là biến cái tầm nhìn của Thủ tướng đó thành các cái giải pháp thực thi thế nào để cho các hộ nó chuyển đổi thành doanh nghiệp. Và theo tôi được biết là trong cái kim tứ đồ ấy, để cái người chủ hộ như vậy, giống như là vừa làm chủ vừa làm thuê ấy, chuyển lên thành ông chủ, thành boss, thì là nó phải có một cái cú hích, nó phải có một cái bước nhảy lượng tử ấy, thì người ta mới lên được. Chứ còn hiện nay họ đang ở giữa cái kẹt, giữa cái việc là vừa làm chủ vừa làm thuê, mà họ đang điều hành một cái cơ sở nhỏ, thì bây giờ đẩy họ lên thì phải có một cái, không phải chỉ có cái nghị định 39 là đủ, mà chúng ta cần một cái giải pháp rất chi tiết hơn nữa. Tức là hiện nay là chúng ta đang khuyến khích nhưng mà chưa đủ ấy thì ạ? Đúng rồi. Và trong số trước các khách mời có nói là cái chuyện mà chuyển đổi ấy, nó hoàn toàn khác với cái mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp. Không phải là chuyển đổi để đạt được cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp, mà rõ ràng câu chuyện chuyển đổi để các hộ kinh doanh có thể là chuyên nghiệp hơn, hoạt động tốt hơn, có thể làm những cái việc mà những cái hộ thì không thể làm được, mà chỉ có doanh nghiệp mới làm được thôi. Tôi không biết là ý kiến của ông Hoàng thế nào. Tôi nghĩ rằng là khi mà người ta đã vừa làm chủ vừa làm thuê thì người ta đã có một cái kỹ năng quản trị nhất định. Tất nhiên chưa, không thể là giống như là doanh nghiệp được. Và họ đã có một cái dòng vốn nhất định, họ đã có một số các nguồn lực nhất định, và đây đáng là cái điểm mà để khởi nghiệp tốt nhất, khởi nghiệp nhanh nhất để đạt được cái mục tiêu mà Chính phủ kỳ vọng. Tức là ông Hoàng nghĩ là nó hoàn toàn là phù hợp và nên là khuyến khích và thúc đẩy. Rất nên là khuyến khích chứ không phải là không, rất nên khuyến khích cái khối này, bởi vì họ chuyển một bước lên doanh nghiệp rất dễ. Vâng. Thật sự nghĩ sao? Tôi nghĩ là tôi có thể nêu ra một cái câu chuyện mà tôi đã từng chứng kiến trong quá trình làm hành nghề luật ấy. Thì tôi thấy là có một cái ở cái khu tôi ở ấy, thì có một cái quán phở bán rất là tốt. Bán rất là tốt, và họ cũng tiến hành là, nhưng mà họ chỉ tiến hành là không muốn mở doanh nghiệp mà chỉ họ để cái dạng là hộ kinh doanh thôi. Và sau đó thì họ cũng phải đàm phán với lại cơ quan thuế về cái việc là đóng thuế khoán bao nhiêu là đủ cho một tháng. Tuy nhiên thì giữa công ty cái cơ quan thuế và cái hộ kinh doanh đó thì có tiến hành là đàm phán với nhau để đóng thuế khoán. Tuy nhiên thì không đạt được cái con số cụ thể. Thế thì cơ quan thuế thì cũng xuống để ví dụ như là cho cán bộ xuống đếm ngồi ở trước cái quán phở đấy, không cho họ biết, để tiến hành là đếm xem là một sáng một ngày thì bán được bao nhiêu bát phở, sau đó nhân lên để tính được cái mức thuế mà phải đóng, để trên có cơ sở đấy có cái số liệu để đàm phán. Ấy thì tại sao nó diễn ra cái câu chuyện đấy? Bởi vì diễn ra cái câu chuyện đấy là do là
đối với các cái hộ kinh doanh ấy thì hiện nay tôi biết là ở phần lớn là những người kinh doanh, kể cả kinh doanh mà một ngày doanh thu rất là lớn như cái quán phở tôi đã nêu ấy, là họ chỉ muốn là để ở cái dạng hộ kinh doanh. Và khi mà để ở dạng hộ kinh doanh thì họ có rất nhiều các cái lợi thế. Đấy, trong đó có cái lợi thế đó là đóng được cái mức thuế khoán và đôi khi là không phải xuất cái hóa đơn VAT. Đấy, có đi khi xuất cái hóa đơn trực tiếp thôi. Và họ hàng tháng thì họ đóng cái thuế khoán thế thì họ rất là lợi. Đấy, và cơ quan thuế thì cũng muốn là có một cái đàm phán với họ để đóng thuế càng ngày cao lên, nhưng mà họ cũng luôn luôn tìm cách để đóng giảm xuống. Thì tôi nghĩ là từ cái câu chuyện đấy thể thấy được là một cái thực tế của xã hội ấy, là hiện nay thì phần lớn những người kinh doanh nhỏ lẻ, kể cả kinh doanh lớn, thì cũng đều không muốn bị ràng buộc nhiều về các cái thủ tục pháp lý. Ví dụ như nếu mà phải lên doanh nghiệp thì họ rõ ràng cái quán phở kia mà bán kinh doanh với doanh thu như thế, cái lợi nhuận tương đối là cao, thì rõ ràng họ phải đóng thuế rất là nhiều. Và rồi còn cái trách nhiệm đối với bảo hiểm xã hội, rồi trách nhiệm phải ký hợp đồng với người lao động. Thế vì vậy mà phần lớn các cái hộ kinh doanh này thì chỉ muốn giữ là cái hộ kinh doanh để họ được hưởng cái lợi nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là cái mục tiêu của cái việc là chuyển đổi cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp ấy, thì có cái sự thúc đẩy từ chính phủ ấy, và bên cạnh đó thì cũng cần tạo ra những cái thông thoáng, rồi những cái hình thức tốt để làm sao mà bản thân cái doanh nghiệp người ta tự nhận thấy là người ta lên doanh nghiệp người ta được lợi cái gì, đặc biệt là các cái lợi ích về mang tính chất về kinh tế, đặc biệt là lợi ích về thuế. Thì tôi nghĩ là có những cái chính sách như thế và có những cái đảm bảo từ chính phủ và cơ quan chức năng thì họ mới tiến hành là tự động lên doanh nghiệp. Chứ còn nếu mà bây giờ với những cái chính sách mà tôi đang nghiên cứu, ví dụ như là nếu mà chuyển đổi lên doanh nghiệp thì được miễn cái thuế môn bài, rồi miễn cái đang có dự thảo là miễn cái thuế thu nhập doanh nghiệp từ khi mà có cái lợi nhuận chịu thuế, hoặc là áp dụng cái mức thuế có thể là 15%, thì tôi nghĩ là những cái đấy nó vẫn chưa đảm bảo được cái sức gọi là cái đòn bẩy để mà mấy triệu hộ kinh doanh người ta muốn lên doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ là đấy là cái rào cản mà cái khó khăn trong cái việc chuyển đổi. Vâng, ông Cung Nghệ Phạm. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn cái này nó một cách rộng lớn hơn để và nhìn mang tính quy luật, mang tính chất xu thế, rồi sau đó chúng ta thì tìm cái giải pháp giải quyết nó vấn đề. Trong quá trình phát triển ấy thì rõ ràng là để một nền kinh tế của chúng ta phát triển thì chắc chắn khu vực kinh tế tư nhân phải đóng một vai trò chủ yếu. Đấy là trong khu vực kinh tế tư nhân thì dần dần nó phải chuyển từ hoạt động phi chính thức sang chính thức. Đấy là cái xu thế nó phải thế. Và chỉ khi nào mà nền kinh tế của ta là hoạt động hoàn toàn là chính thức đấy, thì lúc đó mới đạt được một cái nói là mức độ gọi là nền kinh tế thị trường hiện đại. Đấy là cái mà chúng ta phải nhìn cái xu thế như thế. Và thì như vậy cái cuộc việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, rồi như vậy thì thành trong một cái xu hướng là chuyển đổi từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, và nó rộng lớn hơn là khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thế bây giờ mình phải nhìn cái xu thế như thế. Nếu xu thế đó là xu thế thì chính sách phải can thiệp như thế nào? Đấy là chính sách phải can thiệp nó như thế nào? Thì mình phải nhìn, bây giờ muốn chính sách can thiệp như thế nào thì mình phải nhìn vào là một, tại sao họ tồn tại. Lúc này tồn tại khu vực kinh tế tư nhân nó như thế và phi chính thức nó, hộ kinh doanh nó càng nhiều nó như thế. Đấy là mình phải nhìn cái nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân của nó mình nhìn chung thì đầu tiên là rõ ràng là ở một mức độ nào đó là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta tư nhân, kể cả hộ kinh doanh cá thể cũng tương tự thế. Họ không muốn lớn và họ cũng không lớn lên được. Đấy là cái đáng, tức là một môi trường kinh doanh mở đỏ rất nhiều những hạn chế mà làm cho cản trở cái xu hướng lớn lên của một doanh nghiệp tư nhân. Trong hộ kinh doanh bây giờ ấy, mình phải phân biệt ra rất nhiều loại, chứ không phải là chỉ mình nói hộ kinh doanh như thế, không phải, rất nhiều loại. Loại thứ nhất là họ mở hộ kinh doanh ra
để bổ sung cho thu nhập của người ta. Đấy, một loại như thế. Đó là cho nên cái hộ kinh doanh của họ mở một khi nhân thể có mặt tiền, mà phần lớn là như thế. Mình có một nghề nghiệp gì khác rồi, thì bây giờ mình mở ra thành một cái hộ mà có những thu nhập bổ sung thêm cho gia đình. Cái loại thứ hai ấy, là cái loại mà họ như anh Hoàng nói là vừa làm chủ vừa làm thuê, tức là một cái nghề chính của gia đình nhưng họ cũng không muốn lớn lên, họ chỉ dừng lại thôi. Còn có một loại thứ ba là lúc đó họ muốn lớn lên. Đấy là cái, chứ không phải là tất cả đều đều muốn lớn lên cả. Ngay cả khi mà môi trường kinh doanh của mình thật là thuận lợi thì có thể vẫn tồn tại ba loại. Vẫn tồn tại ba loại như thế. Chứ không phải là mấy triệu hộ kinh doanh cá thể đều muốn lớn lên thành thành doanh nghiệp, mặc dù xu thế nó như thế. Thì bây giờ chúng ta can thiệp thứ nhất là làm cho môi trường kinh doanh thật sự minh bạch, bình đẳng và chi phí tuân thủ pháp luật ở mức tối thiểu. Đấy là cái là mà mình phải nói. Chứ môi trường của ta thì như chúng ta biết là nó không 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 thực sự minh bạch, và quá nhiều những can thiệp hành chính mà theo lối là trung thực thật thà thì chưa chắc đã thắng. Cho nên phải phải mà trong cái xã hội ta bây giờ phải vượt được cái ngưỡng này, cái ngưỡng tâm lý này, kể cả cơ quan nhà nước, cả doanh nghiệp, cả người dân, là phải vượt được cái ngưỡng tâm lý là anh trung thực thật thà thì anh không thua thiệt. Phải vượt được tâm lý này. Cái tâm lý này cực kỳ đang nặng này, vì các bên chưa thật sự tin tưởng vào nhau. Mà cái đoạn này thì nhà nước phải đi trước. Nhà nước phải đi trước, phải vượt được cái ngưỡng tâm lý này. Tôi cho rằng cái ngưỡng này cả ngưỡng pháp luật, nhưng hiện ngưỡng pháp vượt cải cách pháp luật chưa đủ, mà phải về mặt tâm lý là phải vượt được cái ngưỡng. Đấy là cái điều mà tôi cho rằng nếu không vượt được ngưỡng này thì xu hướng kinh doanh ngầm, kinh doanh phi chính thức vẫn phổ biến. Dù là hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Và không phải là chỉ có hộ kinh doanh cá thể trốn thuế đâu, doanh nghiệp cũng thế. Không phải là cái xu hướng như thế. Thứ hai, mình phân loại cái loại muốn lên doanh nghiệp thì mình can thiệp nó như thế nào. Cái chỗ này là can thiệp bằng xây dựng kỹ năng, tức là đi đào tạo họ, đi hướng dẫn họ về kỹ năng quản lý và thuyết phục về về rất nhiều thứ, trong đó có thuyết phục về việc là anh lên doanh nghiệp thì anh sẽ phát triển. Nhưng muốn thuyết phục được người ta lên doanh nghiệp phát triển thì phải phá được ngưỡng tâm lý kia. Cho nên thực sự nói là cái việc này rất là dày công, không phải chỉ có một vài người làm được, không phải một cơ quan làm được, mà chúng ta hay nói là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nhưng vào cuộc đầu tiên ấy là hệ thống pháp luật, mà hệ thống pháp luật của ta không chỉ hệ thống pháp luật mà cả tư pháp cũng phải thay đổi. Cả tư pháp phải thay đổi để người ta biết rằng đến một lúc nào đó tôi có tranh chấp, tôi có được một cái công cụ cuối cùng mà giải quyết tranh chấp đó cho tôi một cách công bằng và hiệu quả, đó là dịch vụ công lý như thế, thì lúc đó người ta mới thực sự là an tâm. Như vậy ở đây chúng ta không thể giải quyết, đây là một xu hướng của cải cách kinh tế Việt Nam, của phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng chúng ta không thể giải quyết nó bằng một can thiệp hành chính, một can thiệp nào đó, mà phải là một hệ thống rất đồng bộ và có thiết kế một cách bài bản, chứ không phải là lòng ba lòng bỏm như hiện nay. Doanh nghiệp thấy sao ạ? Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Cung, bởi vì cái đó là rất là ông nói rất là đúng thực tế. Thì trong các cái loại mà muốn phát triển thành doanh nghiệp ấy thì cái rào cản lớn nhất đúng là tâm lý thật. Thì cho nên là tuy nói vậy thôi, chúng ta cũng phải có một cái giải pháp cho chính phủ và phải đồng bộ. Tôi lấy ví dụ thế này, chúng ta có thể chưa làm được khắp cả nước, nhưng mà như ông Cung nói là phải cái hệ thống chính trị đó phải vào cuộc. Gần đây thì tôi cũng có nói chuyện với một anh là bí thư quận ủy, thì anh rất trăn trở. Anh bảo là bây giờ năm nay anh ấy, quận của anh ấy thu 11.000 tỷ, rất là lớn và vượt cả cái mức mà thành phố giao. Và anh bảo còn tiềm năng, mà tôi nói là tiềm năng anh còn thu gấp đôi kia. Thế anh bỏ ở chỗ nào? Bảo bây giờ anh có hàng chục nghìn hộ cá thể họ lên doanh nghiệp, thế thì bây giờ anh phải vào cuộc, anh là bí thư ủy ban nhân dân phải vào cuộc,
phải thành lập ra một cái giống như một công ty ấy. Ở nước ngoài như Đức chẳng hạn, nó có một công ty đó là công ty công ích của chính phủ, của cái bang đó, của cái thành phố đó, có nhiệm vụ là giúp đỡ cho các hộ đó trở thành doanh nghiệp, có nhiệm vụ giúp. Còn giúp như thế nào thì chúng ta sẽ ở đây thì không thể bàn chi tiết được, nhưng mà đầu tiên là phải cái rào cản tâm lý, phá được cái tâm lý là anh lên thì anh sẽ được cái gì, anh sẽ bị thiệt cái gì, anh được cái gì, và người ta thấy có à lên có lợi, tôi có lợi hơn, vâng, phát triển kinh tế tốt hơn. Và bây giờ thế này, tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi, không thể bán mãi ở mặt đường được, vì bây giờ các hộ đã chuyển sang online rồi, họ có thể take over, họ có thể mang đến tận nhà, họ mà họ muốn mang đến tận nhà thì họ phải có phần mềm, họ phải có biết online, họ phải làm vân vân, và như vậy chỉ chứng minh được cho họ là gì, anh lên được doanh nghiệp thì anh sẽ bán được rất nhiều hàng. Nhưng mà một rất nhiều các cửa hàng, các cái gì nhà Grab, Food họ xếp đầy ở đó, họ có phải là chỉ offline đâu, họ online, và như vậy là họ trở nên rất là lớn. Thì tôi mong rằng là chúng ta có thể làm thí điểm từng nơi một, từng thành phố một, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, một số quận, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng có thể làm trước, nhưng mà cả chính quyền vào cuộc, cả hệ thống chính trị, cả đảng bộ vào cuộc, thì chúng ta, tôi tin rằng cái lực lượng mà để phá được cái tâm lý như ông Cung nói và đào tạo được cho họ, đưa ra cho họ cái tầm nhìn mới và hướng dẫn họ, thì cái khát vọng khởi nghiệp đấy tôi nghĩ là, và như anh nói là cái mình càng minh bạch thì càng tốt, thì như vậy là sẽ rất là tốt cho doanh nghiệp phát triển. Vâng. Nhưng bản thân là ba khách đều nghĩ là cái việc là chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Nó sẽ mang lại lợi ích hơn cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế, bởi vì các số trước các khách mời lại nói là lại không cần thiết, mà chính sách như vậy đưa ra là cũng không thực sự phù hợp, hãy cứ để tất cả phát triển bình thường theo đúng quy luật, và miễn là họ mang lại cái lợi ích cho họ, mang lại lợi ích chung là được, không nhất thiết là chúng ta phải khuyến khích hay là ép buộc hay là đưa ra cái chính sách để mà có thể đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Tức là hãy cứ để nó như thế này và nó tự diễn. Thực ra nói như là mình nhìn xu hướng, xu thế của sự phát triển. Đấy, thì một nền kinh tế thì bao giờ cũng đấy, tư nhân là một, thứ hai là phải chính thức. Phải chính thức thì đây là một xu hướng tự phát triển, này là tự nhiên. Mình nhìn thấy xu thế này không phải là một ai muốn mong muốn cả, mà đó là một xu thế tự nhiên. Ngay cả những người nói như thế thì rõ ràng cũng không cản được cái việc là phải thay đổi như thế, phải thay đổi theo quy luật nó như thế, theo xu hướng phát triển như vậy. Thì đối với chính sách nhà nước ấy, phải nhìn đó là một quá trình tự nhiên và can thiệp thuận theo tự nhiên, thuận theo thị trường, đừng có can thiệp mang tính chất gò bó bắt buộc. Nếu một thứ gì mà mình can thiệp theo hướng bắt buộc mà không theo thị trường, theo thị trường nghĩa là gì? Theo thị trường nghĩa là theo lợi ích của người ta. Mình khuyến khích mà vừa đạt được lợi ích chung lại vừa làm cho người ta có lợi ích nhiều hơn. Nhưng hiện nay chúng ta đâu có ép buộc, chúng ta đang khuyến khích ấy, mà việc khuyến khích không đạt được kết quả ấy chứ ạ. Chưa đúng. Chúng ta chưa, không làm đồng bộ, không mà đồng bộ, không làm thông đúng chứ. Cái điểm đúng mà chúng ta cần điểm hích. Mấy cái thứ như thế chả có ý nghĩa đấy, gì cả. Giữa cost, giữa cái chi phí người ta, người cái mất và người ta người cái được, cái được. Người ta không biết. Thì một là người ta không biết, hai là cái của người ta mất còn thì rất hơn nhiều lần so với cái người ta được, thì người ta làm gì. Cho nên cái điểm chọn mà chọn chọn giải pháp là chọn sai, chọn không đúng, mà chỉ làm thiệt cho nhà nước thôi, các bạn chọn không đúng. Mà tôi cho rằng đấy là cái điểm rất, cho nên tôi rất muốn rằng là đừng có can thiệp một cách lòm bỏm khi chưa đi nghiên cứu, phải có điều tra nghiên cứu khảo sát đàng hoàng, đánh giá tác động của nó, đánh giá ví dụ như điểm thôi. Anh nêu một cái trường hợp thế này, chúng ta hãy xem vào đó, giả sử họ chuyển thì được thế này, mà họ không chuyển thì mất thế kia. Thế thì bây giờ mình phải có một giải pháp mà ít nhất là họ có lợi ích ngang bằng với cái mà hiện nay họ đang có chẳng hạn. Thì và được chuyển thành doanh nghiệp, chứ họ không thể thiệt hơn so với cái họ đang có nếu họ chuyển thành doanh nghiệp. Cho nên đấy là những thứ mà chúng ta phải nghiên cứu, tính toán, đánh giá thật là sát, chứ không thể nói lòm bòm như thời gian vừa rồi được. Nhưng mà đã có cái đánh giá tác động về cái nghị định 78 về đăng ký hộ kinh doanh chưa có đúng không? Chưa có. Cho đến nay, theo tôi biết là chưa có một cái... Đáng nhẽ là phải có một cái đánh giá cái quá trình thực hiện và cái tác động đối với của cái nghị định 78 trước khi mà đưa cái quy định về hộ kinh doanh vào cái luật doanh nghiệp sửa đổi đúng không? Hình như là chúng ta chưa có cái báo cáo đánh giá đưa luật, đấy. Đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sửa đổi là một sai lầm. Chắc chắn là một sai lầm. Không thể can thiệp bằng việc như thế, việc hành chính như thế. Mà cuối cùng cũng không biết hộ kinh doanh cá thể nó là gì.
về mặt pháp lý hình thức của nó cũng cũng không không dễ viết một cái một thứ mà thực sự nói đó là doanh nghiệp tư nhân, đó là cái kinh doanh một chủ mà chịu trách nhiệm vô hạn, tương tự như partnership hay là sole proprietorship của các nước. Mình không phải viết khác những thứ như thế, mà viết khác những thứ rõ ràng là không có những thứ như thế. Tôi đã, cá nhân tôi này, khi thực hiện luật doanh nghiệp 1999 cũng đã mở 3 năm liền đi vận động, trao đổi vận động về việc là để hộ kinh doanh chuyển sang là doanh nghiệp, và cũng bỏ ra không ít tiền lắm. Hồi đấy được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, ở IFC, nhưng mà thực sự nói là không thành công. Không thành công trong 2000 đến 2003. Và bây giờ lại quay lại câu chuyện. Đấy, bây lại lại câu chuyện này, và tôi đã ngẫm những thứ này phải nói là 20 năm nay. Về việc là làm sao chúng ta có thể vẫn là vấn đề họ không thấy được lợi ích nhiều hơn. Không thể lấy được nhiều hơn, và mặc dù tôi biết như thế, tôi khẳng định đây là một xu hướng của sự phát triển. Tôi nghĩ là công ty mà 20 năm vẫn như vậy à, nhà nước chỉ nên có những cái cú hích vào đúng cái điểm hích thì họ sẽ phát triển. Và phải có giải pháp đồng bộ, như anh Cung nói rất đúng. Chúng ta không thể nào lõm bõm hay là một sớm một chiều được. Đây là một chính sách lớn. Thế cú hích và điểm hích là gì? Như ông này nói là đúng. Nhà nước phải đi tiên phong. Nhà nước tiên phong. Nhà nước phải tạo ra niềm tin cho người dân đấy, nơi hộ kinh doanh cá thể, rằng tôi chuyển sang có sự bảo lãnh của nhà nước. Tôi vượt qua được tâm lý này. Mà tâm lý mà để cho người dân lo lắng về việc tôi minh bạch, tôi tuân thủ đúng luật pháp, thì thôi thiệt là không thể, là sẽ thất bại. Đấy là cái, cho nên là chúng ta phải, nhà nước phải đứng lên. Và có một, những cơ quan, tôi đã kiến nghị là có những cơ quan là của nhà nước mà đi bảo vệ lợi ích tư nhân. Ăn cơm nhà nước là nhà nước, nhưng chuyên đi bảo vệ lợi ích của tư nhân. Ông nào mà kiểm tra, giám sát gì đấy đối với doanh nghiệp này, là ông doanh nghiệp cứ gọi ông này đến xem thử là đúng sai thế nào. Mà đứng ra bảo vệ lợi ích tư nhân, chứ không phải là lợi ích của nhà nước. Đấy, không phải quản nhà nước, không phải quản lý nhà nước, mà là đi bảo vệ lợi ích của tư nhân. Phải có, ở Việt Nam mình, nhà nước vẫn rất quan trọng. Và nhà nước phải đứng về phía người dân. Và đây là hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp. Phải có những cơ quan như thế, mà những cơ quan này phải thực sự mạnh. Thực sự mạnh về vị thế chính trị cũng như là chuyên môn. Nhưng mà tôi muốn hỏi là, muốn trao đổi là cái mục tiêu cuối cùng của cái việc là muốn chuyển hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, đó nghĩa là nhà nước muốn là tạo thêm cái nguồn, phát triển thêm cái nguồn gọi là thu thuế mới, hay là muốn thực sự tốt cho cái hộ kinh doanh? Tôi thì cái mục tiêu cuối cùng của bây giờ cái việc này, đấy là... Bây giờ tôi nói đây là nhìn cái xu hướng. Một hộ kinh doanh cá thể không thể lớn lên thành một tập đoàn kinh tế, hay là thành một doanh nghiệp khu vực hay một doanh nghiệp quốc gia. Không thể lớn lên được như thế. Không xây dựng thương hiệu. Không thể có được như thế. Nếu như anh hỏi hình thức hộ kinh doanh cá thể. Mà nếu tất cả đều hộ kinh doanh cá thể, thì rõ ràng nền kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào? Đấy, cho nên là ở đây không bàn về việc là thuế bao nhiêu, thuế đáng lẽ bằng không được. Nhưng đây là sức mạnh của quốc gia, sự phát triển của quốc gia. Nó nằm ở đấy. Chứ chúng ta đừng nói là nó thuế, nhưng mà đừng có can thiệp hành chính. Tôi thực sự nói là nếu mà đấy, rất thất vọng về can thiệp hành chính. Muốn can thiệp cái gì thì phải thuận theo thị trường. Thuận tự nhiên. Và thuận, và người ta gọi là được lòng dân, là thuận đấy, là kiểu như là thuận với kinh doanh, thuận với doanh nghiệp, thuận với thị trường. Đấy, những cái nhưng mà cái, nếu cái... chuyển đổi lên như thế tốt hơn, xong rồi cho nền kinh tế cũng tốt hơn, rồi chúng ta có thể hội nhập khu vực, làm rất nhiều thứ, thì có lẽ là chúng ta cũng phải có những chính sách để đủ thúc đẩy để họ lên doanh nghiệp. Đấy, chứ ạ, chính sách là phải như thế. Chính sách là thuận, anh em mình vẫn nói đến chính sách, anh em mình vẫn nói đến can thiệp thị trường, nhưng đấy, để nó đầu tiên vượt cái ngưỡng tâm lý về về việc chuyển đổi. Vượt ngưỡng tâm lý phải bằng hành động cụ thể, chứ không thể nói là việc là chúng ta... Mà nhà nước phải đi đâu? Vâng. Nhà nước phải đi đâu? Nhà nước không... Với cái cách quản lý như hiện nay thì không có được.
không có được. Nhà nước đi đầu như thế nào ạ? Đấy, đây tôi đầu. Cái này thì tôi xin phép trình bày, ví dụ tôi là một doanh nghiệp nhỏ thì tôi đã qua rồi. Thì tôi rất mong muốn ví dụ như là tỉnh ủy hay là quận ủy có một công ty trực thuộc quận ủy luôn và tập hợp bảo vệ quyền lợi cho các cái doanh nghiệp trong các hộ cá thể mà lên doanh nghiệp. Trong đó có đào tạo, trong đó có hướng dẫn. Và cái gì? Cái đo lường của họ là bằng cái gì? Nếu thuế năm nay mà thu là ví dụ 10.000 tỷ mà sang năm cái khối này nó tăng lên 15.000 tỷ thì rõ ràng đấy công lao thuộc về cái công ty trực thuộc cái cơ quan quyền lực nhất của khu vực đó. Chứ không nằm ở trong sở này sở kia được, hay là những cái bộ phận nhỏ được, bởi vì nó liên quan cái tâm lý của cái người chủ ấy. Họ muốn có một cái nơi thực sự là bảo lãnh thì to nhất ở cái vùng đó là ai thì em biết rồi. Thì đấy là nó phải trực thuộc ở đó. Đúng là phi lợi nhuận nhưng mà đo lường được. Phi lợi nhuận ở đây tức là tiền là của nhà nước, trả cho nhà nước, nhưng mà bảo vệ các doanh nghiệp non trẻ như vậy, giống như ươm mầm ấy, ươm tạo ấy, lớn lên rồi thì chúng ta có thể thu thuế, chứ còn nó bé này thậm chí là anh có miễn thuế vài năm cũng không vấn đề gì. Người ta cũng không căn ke gì cái chuyện đó. Tức là đảm bảo nếu họ lên thì chi phí của họ vẫn không bị tăng lên này, hoạt động của họ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn này, họ ngày càng phát triển hơn này, đúng không ạ? Chứ không phải là họ sẽ bị kém hơn so với việc là khi là họ là hộ kinh doanh ạ. Làm sao có thể đảm bảo thế được ạ? Tôi không biết là cái đó cái đấy là nhà nước khuyến khích, bởi vì là cái xu thế như anh cũng nói là nó đang đúng xu thế như thế này. Bây giờ các cái công ty đó là có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, động viên, rồi tất cả các cái nguồn lực mà hỗ trợ được cho họ. Thực ra thì về dài hạn mà căn bản mà nói là thay đổi tư duy quản lý nhà nước này. Kiến tạo. Thay đổi khi anh thay đổi tư duy quản lý nhà nước thì hệ thống pháp luật anh ban hành nó cũng sẽ khác. Ví dụ tư duy quản lý nhà nước bây giờ ấy là nhà nước có năng lực đến đâu thì quản đến đấy. Nhà nước biết đến đâu thì cho người dân làm đấy. Vâng. Thứ hai là cách thức quản lý là xây dựng pháp luật là theo hướng là doanh nghiệp phải làm theo quy định. Theo hướng là doanh luật pháp trừ luật doanh nghiệp thôi, chứ còn lại tất cả các luật của ta đều xu hướng quản lý nhà nước là chọn cho chứ không phải chọn bỏ. Nếu anh thiết lập trên cơ sở là chọn bỏ, nghĩa là tôi chỉ quản những thứ này thôi. Còn lại thì anh tự do anh làm. Và có mục tiêu quản lý rõ ràng. Mục tiêu quản lý nhà nước là những thứ như chúng ta biết, môi trường, rồi thuế má, rồi tất cả mọi thứ. Thanh tra, thanh trực là dẹp. Không phải ai cũng muốn đến thanh tra doanh nghiệp, kiểm tra doanh nghiệp là được. Thuế má thì quản lý nhà nước phải dựa trên cơ sở là quản lý rủi ro. Tức là chỗ nào doanh nghiệp mà tuân thủ tốt thì thôi, việc gì phải đến đó nữa. Những chỗ nào mà doanh nghiệp có nguy cơ thì mới tập trung vào đấy. Chứ không phải là bây giờ cứ ông nào tuân thủ tốt thì chạy vào đó kiểm tra, rồi ông nào to to thì chạy vào đó kiểm tra. Không phải như thế, tức là phải có một cái cách làm mà người dân người ta đoán định được rằng là nhà nước sẽ ứng xử như thế. Vâng. Thì đấy là kêu. Còn bây giờ người dân không đoán định được ra là đấy, quản lý nhà nước sẽ tâm lý sẽ vẫn lo ngại. Người ta vẫn lo ngại. Vâng. Luật sư nghĩ sao? Tôi nghĩ là đúng thật là xoay quanh những cái vấn đề mà như các anh nói là thật sự là doanh nghiệp người ta hộ kinh doanh mà muốn lên doanh nghiệp là thực sự họ phải tự thân họ và họ muốn là có cái đạt được cái lợi ích gì, đúng không? Để họ lên. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì với ở Việt Nam thì thật ra là bây giờ cái chi phí hiện nay là càng ngày càng cái chi phí tuân thủ của doanh nghiệp ấy, ngày càng cao. Thế thì vậy mà hộ doanh nghiệp nó thật sự là họ cũng ngại muốn lên thật sự. Ví dụ như hiện nay thì trước đây ví dụ như là những năm gần đây thì quản lý rất là chặt về cái vấn đề là giữa thuế với lại bảo hiểm xã hội chẳng hạn. Thì ví dụ như hiện nay đối với doanh nghiệp của tôi khoảng có mấy chục người chẳng hạn thì bắt buộc là tất cả đều phải đóng cái bảo hiểm xã hội. Và nếu mà không đóng bảo hiểm xã hội thì hiện nay họ có link với lại cơ quan thuế. Thì những cái người mà lao động trả lương đấy không được tính vào cái chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Rồi nếu mà không có cái thông báo như thế thì có thể cơ quan bảo hiểm xã hội người ta sẽ xuống người ta kiểm tra hoặc là thanh tra những cái doanh nghiệp mà không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là những cái chi phí tuân thủ thế là tương đối là lớn đối với doanh nghiệp hiện nay, thì thực sự là nó cũng tốt cho người lao động nhưng mà tốt cho xã hội thôi. Nhưng mà thật sự là những cái hộ kinh doanh họ không phải không biết, mà họ biết những cái việc là phải tuân thủ như thế thì họ rất là ngại lên thành doanh nghiệp. Thứ hai nữa là
Tôi nghĩ là ví dụ như là mỗi một doanh nghiệp hàng năm ấy thì lại phải tiến hành là cứ mỗi quý thì lại phải có cái phải nộp báo thuế thuế. thu nhập doanh nghiệp rồi thuế giá trị gia tăng. Đấy rồi bây giờ lại áp dụng cả rồi hóa đơn điện tử rồi rất nhiều các cái chi phí tuân thủ khác. Thì tôi nghĩ là cái đấy là họ là một cái cản trở rất là lớn để họ thực sự lên. Bởi vì nhiều những cái người mà ở những cái vùng sâu vùng xa hoặc là những cái vùng ở ở tỉnh ấy, thì thật sự là những cái họ kinh doanh thì họ cũng rất là ngại để tìm hiểu những cái lĩnh vực mới như thế. Thì tôi nghĩ là đấy là cái chi phí tuân thủ của doanh nghiệp là rõ ràng nó sẽ lớn hơn hộ kinh doanh rất là nhiều. Và thứ hai ba nữa là một số người thì muốn mở vào khởi nghiệp thì bước vào thị trường thì họ sẽ chắc chắn sẽ tìm một cái cách nào đó để gia nhập thị trường một cách tốt nhất. Ví dụ như là trước đây thì tôi cũng muốn mở một cái cửa hàng thời trang. Thì rõ ràng là thay vì mở một doanh nghiệp thì tôi mở một cái hộ kinh doanh hơn. Sau đó thì không làm ăn được khoảng 3 4 tháng thì đóng cũng chả phải thông báo cho ai. Đấy, cơ quan thuế đấy đến cái địa điểm kinh doanh đấy không thu được thuế thì cũng chả liên hệ mạng với tôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà anh mở ra một doanh nghiệp mà không làm ăn được anh đóng vào cũng tương đối là khó, lại phải mời cơ quan thuế đến để họ quyết toán thuế, sau đó đóng. Còn nếu mà cứ kiểu rời theo một cách âm thầm đóng cửa thị trường thì một thời gian sau họ sẽ đưa cái tên của những người mà thành lập doanh nghiệp đấy thành doanh nghiệp ma, doanh nghiệp bỏ trốn. Sau đó thì thành lập lại doanh nghiệp lại càng khó. Đấy, sẽ không thành lập được, phải trước khi phải hoàn thành cái nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đấy, thì lúc đấy lại phạt rất là nhiều. Thì nhiều cái trường hợp doanh nghiệp trẻ thì đi mắc núi giờ lại mắc sông như thế. Hiện nay là muốn lập lại doanh nghiệp lại phải thuê người khác đứng tên, còn đã danh sách họ trong danh sách đen. Còn nếu mà lập hộ kinh doanh thì thoải mái, cơ quan thuế cũng không quan tâm nữa. Thì tôi nghĩ là đấy là của cái rào cản mà Đó là những sẽ rào thực cản tế mà phải phải xử lý. Đấy rất là những rào cản rất cụ thể đấy. cụ Chưa chưa kể nếu lên doanh nghiệp còn bị thanh kiểm tra, bị thể để ý nhiều hơn. Thông thường bây giờ kiểm tra rồi thanh tra các doanh nghiệp là thường là chọn doanh nghiệp chứ không chọn hộ kinh doanh ạ. Tôi thấy các số trước các khách mời nói như vậy đúng ạ. rồi. Mới lại thứ hai là Tết nhất như này này thì rõ ràng nếu mà anh mà muốn doanh nghiệp mà muốn làm ăn tốt mà Nói cũng phải chung có là cái quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế, thì thật sự là các cái doanh nghiệp thì cũng không quan thuế, không bắt buộc gì đâu, nhưng mà rõ ràng cũng phải tâm có lý quà cáp rồi cũng tâm phải lý lên hỏi thăm tâm lý những người quản lý trực tiếp thuế của mình để đôi khi là họ tạo điều kiện thuận lợi cho mình trong quá trình kinh doanh. Ví dụ như là mình có kê khai sai thì cán bộ thuế người ta còn nhắc nhở đấy, thay vì xử phạt thì người ta bảo thôi anh hoàn thiện đi chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì đấy cũng là một cái mà nếu mà hộ kinh doanh thì cũng chả cần quan tâm đến cái vấn đề nhiều lắm như là doanh nghiệp. Thế thì sẽ bé mãi không ạ? Bé mãi. Bây giờ nó có Đấy một cái là thực cái tế nữa. là thực tế mà không muốn không lớn Không, muốn lớn mà không lớn không lên được lớn đấy. được. Đấy là Bây giờ có một cái thực tế nữa mà các mọi người đang đang nhìn là hộ các hộ kinh doanh cá thể ấy thì đang là giống như là có địa điểm này, có cửa hàng này. Nhưng bây giờ có một cái loại hình thức mà đang tôi nghĩ là nó xu thế, như anh cũng nói là xu thế rất lớn ấy, đó là họ kinh doanh trên trên mạng. Online. Bán trên Facebook. Vậy thì bây giờ chúng ta chế tài họ như thế nào? Thuế thu làm sao và quy định thế nào? Ví dụ như là người ta không có địa điểm thì có bắt người ta là mở doanh nghiệp thì có cần phải địa điểm cụ thể không? Tôi đăng ký online mà. Cái thứ hai nữa là bây giờ tôi toàn cộng tác viên. Thì nhưng mà cái cộng tác viên của tôi thậm chí lương còn cái thu nhập còn cao hơn cái người tôi trả lương thường quy. Thì bây giờ quản lý họ như thế nào? Thì tất cả những đòi hỏi cái thời thời 4.0 này, mô hình kinh doanh mô mới. hình kinh doanh mới chúng ta chưa có cập nhật vào trong các cái hệ thống quản lý của chúng ta, thì bây giờ đối mặt với nó thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái tiềm lực rất lớn của ngành kinh tế, thậm chí là nó sẽ còn vượt cả cái kinh doanh truyền thống. Tôi nghĩ là nhiều người bây giờ kinh doanh trên Facebook và kinh doanh trên mạng xã hội khá là tốt, nhưng mà thật ra họ đúng như anh nói là họ cũng không Không biết đóng thuế ở đâu. mở kinh doanh, nhưng Họ mà rất không nhưng mà cơ quan thuế hiện nay thì cũng cũng liên hệ với Facebook hoặc là chủ các cái sàn thương mại điện tử ấy. Sau đó thì nếu mà cái hộ nào mà bỏ ra nhiều tiền quảng cáo mà họ thấy là doanh thu tốt chẳng hạn, thì họ cũng đã tiến hành là gửi cái thông báo đến những cái chủ hộ những cái người mà kinh doanh Facebook đấy, và nếu mà họ kiểm tra ra thì họ không nộp thuế thì nó cũng cũng tiến hành truy thu. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái đấy thì chắc chắn là kinh doanh Facebook thì họ cũng không tiến hành đến Ủy ban nhân dân quận hoặc là huyện để đăng ký hộ kinh doanh rồi. Thì đấy cũng là một cái thực tế. Nhưng mà hiện nay chúng ta cũng đang có tận 5,5 triệu hộ kinh doanh đúng không? Tức là con số nó rất là lớn rồi. Mà cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp thì tôi nghĩ là nó cũng, cái Bé chuyển đổi nó cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Mà ngay một cái phần nhỏ như thế mà chúng ta còn không thúc đẩy, không khuyến khích để chuyển đổi đạt cái mục Đúng. tiêu của chúng ta thì thực ra là cũng rất là khó. Tôi nghĩ là cái giải pháp mà thúc đẩy đúng và đúng chỗ, đúng lúc, phá được cái rào cản. Chủ yếu là rào cản thôi, tôi nói thật, thành công ở trong thương trường ấy,
nó không liên quan nhiều đến kỹ năng hay kiến thức, nó chủ yếu là tâm thái, nó chủ yếu là cái thái độ. Ví dụ một cửa hàng anh có thể không ngon nhưng mà cái thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, nhiệt tình thì cũng rất là sẽ đông khách hơn. Là nói chung là phải 70% là cái tâm thái, tức là cái thái độ như anh Cung nói ấy, là cái tâm lý ấy. Chứ chúng ta nhấn đúng vào cái 70% đó thì còn 30% còn lại là kỹ năng và kiến thức thì có thể họ tự học được. Nhưng mà cái tâm lý là cực kỳ nặng nề. Chúng ta nhà nước chỉ cần kích đúng vào cái tâm lý thôi, tôi nghĩ là sẽ thành công. Không phải 1 triệu doanh nghiệp đâu, có thể là đến 3-4 triệu. Vâng. Mà các doanh nghiệp hiện nay còn lớn lên nhiều, chứ không phải giữ, không phải là tôi nhìn thấy một cái tiềm năng cực lớn. Nhưng kích và tâm lý chính là cái bằng cái việc là những cái chính sách, những cái cách chúng ta cư xử đúng không ạ? Cách chúng ta đối diện là thái độ của nhà nước về quản lý doanh nghiệp, đúng. Vâng. Đấy là cái rất là thái độ của nhà nước. Nhưng mà những năm trở lại đây chúng ta đã thay đổi rất nhiều về cái tư duy quản lý. Không thay đổi gì đâu. Trên nóng nhưng mà có thể ở dưới chưa chuyển bình. Thay đổi gì? Cái về căn bản thay đổi. Hoặc là thay đổi thì chẳng qua một vài địa phương thôi, chứ nó không diễn ra một cách đại trà mang tính chất hệ thống. Một tâm thế của quản lý nhà nước mà đến để tìm kiếm sự vi phạm để xử phạt thì rõ ràng là không thể đợi được rồi. Một tâm thế đến là đồng hành, hỗ trợ, cùng phát triển. Tôi và anh đến để cùng giải quyết vấn đề cho anh phát triển. Tôi chỉ quan tâm đến thuế thôi, chứ không phải là đến để xử phạt anh. Mà với một tâm thế đến được xử phạt ấy, thì trong quy định của pháp luật người ta sẽ cài cắm để người ta xử phạt. Mà một tâm thế là đến để hỗ trợ người ta tuân thủ luật pháp thì lúc đó luật pháp sẽ xây dựng theo tâm thế đấy. Cho nên là chúng ta cái thái độ này rất quan trọng. Mà thái độ thì nó nằm ở tư duy, phải thay đổi cái hệ tư duy rồi sau đó truyền cái đó cho cả một cái hệ thống. Mà người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Đấy là cái. Vâng, để bàn về vấn đề đấy thì có lẽ là 2 năm vừa rồi chúng tôi thực hiện đối thoại cũng không thể bàn hết từng cái vấn đề cụ thể một. Tuy nhiên ngày hôm nay với cái chủ đề là chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp ạ, thì nó là một chủ đề rất là cụ thể. Còn nếu mà tất cả vấn đề chúng ta nói thì có lẽ là chúng ta sẽ... Là cụ thể nhưng phải giải quyết tổng thể thì mới giải quyết được. Còn nếu như chúng ta phải tìm được cái điểm chốt. Vâng. Đấy, đúng ạ. Điểm kích, điểm chốt. Vâng. Thì cái điểm chốt của cái câu chuyện này là vẫn là cái tâm lý của hộ kinh doanh cá thể, họ không thấy có lợi gì hơn đúng không ạ? Và họ thấy họ còn lo lắng là nếu mà lên doanh nghiệp thì còn bị nhiều chi phí tuân thủ lớn chi phí và thậm chí bị để ý hơn, bị rất nhiều cái thanh tra kiểm tra rồi nghĩa vụ khác nữa đúng không ạ? Vâng, thế là chúng ta phải giải quyết được câu chuyện đấy, tức là lên doanh nghiệp thì sẽ không bị như thế nữa. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vâng ạ. Và có lẽ là trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là mong các khách mời có thêm một cái chia sẻ gì đó cho cái chủ đề đối thoại ngày hôm nay và cũng như là cho những cái hộ kinh doanh cá thể, cho các doanh nghiệp, thậm chí là cho cả người làm chính sách nữa. Thì có lẽ là từng khách mời một có một cái chia sẻ trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Thì luật sư muốn chia sẻ gì ạ? Tôi nghĩ là hiện nay thì cũng đang sửa đổi cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư, trong đó thì có đề xuất cái việc là đưa cái hộ kinh doanh vào thành mấy điều ở trong cái luật doanh nghiệp ấy. Thì tôi nghĩ là đây là một cái gì đó nó mang tính chất là khiên cưỡng. Ấy, khi mà chúng ta chưa có cái báo cáo đánh giá tác động trong cái quá trình thực thi cái nghị định về hộ kinh doanh và cũng chưa có cái đánh giá thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng chưa đưa lên cái quy định ở trong hộ kinh doanh trong cái luật doanh nghiệp, mà chúng ta đợi một cái thời gian nữa để chúng ta có cái tổng kết đánh giá và sau đó thì từ cái tổng kết đánh giá đấy thì đề ra những cái chính sách, các cái nhà làm chính sách thì đề ra chính sách và có thể chúng ta có thể ban hành thêm một cái nghị định mới hoặc là ban hành một cái luật riêng về cái hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ là cái đấy nó phù hợp hơn trong cái giai đoạn hiện nay. Vâng. Ông Hoàng, ông Cụ ạ. Tôi thì gần đây thì trong truyền thông rồi thảo luận chính sách cũng bàn nhiều về chuyển đổi kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Thì đó cũng là một cái mong muốn tốt, chứ không phải là một cái gì đó nó muốn ép buộc cái hộ kinh doanh cá thể. Đấy chỉ là cũng là một mong muốn tốt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể cũng cứ yên tâm kinh doanh, không phải lo lắng gì về những thứ này cả. Cuối cùng cũng sẽ có một cái dù ra chính sách gì, tôi nghĩ rằng vẫn hướng về lợi ích của họ là đầu tiên. Cho nên là tôi vẫn tin là như thế, cho nên cứ an tâm kinh doanh. Nhưng mà dưới góc độ của một nhà nghiên cứu hoặc nhà tư vấn thì anh cũng nghĩ là chính phủ có một chút gì đó lo lắng nếu mà
hộ kinh doanh cứ phát triển như này thì nhà nước sẽ mất cái nguồn thu không? Có một vài ý kiến chứ không phải là đa số. Và một vài ý kiến này tôi nghĩ rằng những ý kiến đó nó hơi tối thiểu, và cũng tôi cũng hơi nhiều khi tôi cũng nói hơi thô lỗ một tí là kém hiểu biết. Chứ nhà nước ở đây chắc chắn là không sợ mất nguồn thu. Không phải là như thế, không phải là không phải cái động lực, chứ chẳng qua một một vài ý kiến nào đấy tự nhiên đưa ra rồi thì thành ra tung ra một cái vấn đề như thế này, chứ không phải là một ý kiến chính thống mà chủ đạo từ chính phủ. Vâng. Ông Hoàng nghĩ sao? Về phần tôi thì tôi nghĩ rằng là các doanh nhân Việt Nam, mà nhất là những cái hộ đó thì rất tiềm năng. Bởi vì tôi nói rồi, họ có khá nhiều cái yếu tố để trở thành một doanh nghiệp, trở thành một boss. Thì là họ chỉ cần một cú hích, nhưng mà cú hích này mang tính phải đồng bộ, mang tính đảm bảo, mà chủ yếu là về mặt tâm lý, tâm thái. Thì ví dụ như là nếu mà được ấy, thì một thành phố chọn ra một quận để làm thí điểm, mạnh dạn giao cho một cái cơ quan quyền lực cao nhất, ví dụ như là đảng bộ quận, thành lập ra một công ty, mục tiêu rất cụ thể là năm nay chuyển đổi bao nhiêu hộ và hộ nào thì được chuyển đổi, chứ không phải là trong số bị tất cả, đổi mà là được không phải chuyển là đổi. Được chuyển đổi và cái đó công ty đó sẽ phục vụ như thế nào, để cho nó thấy có một cái sự chuyển đổi từ doanh nghiệp nhỏ, từ một cái hộ lên một doanh nghiệp nhỏ, rồi doanh nghiệp nhỏ lên một doanh nghiệp vừa, thì cái đó là nhà nước phải đi đầu, và cái công ty đó là phải do nhà nước đứng ra, nhưng cái công ty đó lại bảo vệ các cái doanh nghiệp để ươm mầm này, thì tôi nghĩ đó là cái thiết thực nhất. Sau đó chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tạo thành ra được một cái chính sách hợp lý phù hợp, chứ không phải chỉ có kêu gọi là mọi người khởi nghiệp đi, đúng không? Ra các doanh nhân khởi nghiệp đi thì người ta đấy là chỉ khởi nghiệp. Vâng. Ở một số làng nghề có tình trạng là tái hộ ấy, tức là khi mà vì một cái mục tiêu nào đó họ chuyển đến doanh nghiệp, xong rồi họ lại chuyển về hộ, đúng không ạ? Và nếu như bây giờ mình đưa hộ kinh doanh cá thể thành một loại doanh nghiệp, công ty cổ phần phải chuyển đổi thành, không phải là chuyển đổi lên mà người ta chuyển đổi xuống. Cái xu hướng đó lại phổ biến hơn là nếu trong bối cảnh hiện nay nhé. Và đưa hộ kinh doanh cá thể thành một loại hình doanh nghiệp, loại hình nào đó doanh nghiệp, thì không phải là chuyển đổi lên mà người ta có xuống chuyển đổi ngược trở lại, chuyển đổi về hộ kinh doanh cá thể. Về hộ kinh doanh cá thể không bị giới hạn gì cả, giả sử như thế, không bị giới hạn gì hết và đấy là rồi tôi được quyền mọi thứ như nhưng mà bây giờ có bao giờ có một cái chính phủ có một cái suy nghĩ là bây giờ xóa bỏ hộ kinh doanh cá thể xong rồi xây dựng một cái mô hình như của Anh, của Mỹ, là cái công ty nho nhỏ một thành viên, sau đó thì chính phủ là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, vì hộ kinh doanh cá thể là một cái giải quyết an sinh xã hội, một cái đặc điểm gọi là cố hữu của nền kinh tế Việt Nam. Vâng. Cho nên anh không thể giải mà nó tác động có vai trò rất lớn về nhiều thứ, nhưng mà nó xuất phát từ cái yếu tố lịch sử của nền kinh tế Việt Nam nó xuất hiện, chứ không phải là chứ còn em thì em nghiên cứu cái luật của Anh với Mỹ ấy, nó không có hộ kinh doanh. Vâng. Nó chỉ có cái sole partnership, thì thành ra là cái doanh nghiệp nhỏ một chủ ấy, đấy ông mở một quán bar thì nó cũng là cái dạng như thế, chứ nó cũng có cái hộ kinh doanh như mình. Vâng. Đấy, kiểu cá nhân đăng ký kinh doanh ấy. Vì của ta là hộ kinh doanh tất cả mọi thứ có trước hết, trước nhiều so với doanh nghiệp. Đúng rồi. Nó xuất phát nó từ yếu tố lịch sử. Thành ra bây giờ mình bỏ cái đấy là không được. Nó gắn kết vào cái như là một tế bào, như là một cái gì đó của nền kinh tế Việt Nam rồi. Cái đấy không nên bỏ. Anh không thể tước nó ra được. Chỉ phát huy nó lên thôi. Đấy, cho nên phải thay đổi nó, muốn thay đổi nó phải có một gì thay thế. Còn mình không thể tự nhiên là vứt nó đi được, không có chuyện đó. Vâng. Trong các số trước thì chúng tôi cũng có bàn một chút đến cái vấn đề này, và tôi nghĩ là ngày hôm nay thì đã có thêm rất là nhiều thông tin mới cho quý vị khán giả. Nếu chúng ta bàn thêm nữa thì còn rất nhiều vấn đề nữa mà chúng ta có thể bàn. Thì tuy nhiên là ngày hôm nay tôi nghĩ là khá đầy đủ và trọn vẹn với một chương trình đối thoại, thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là tâm huyết về đề tài của chương trình ạ. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để được gặp lại các khách mời trong những số đối thoại tiếp theo nữa. Một lần nữa thì xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn, và tiếp tục đồng hành cùng chương trình đối thoại ở những cái năm tiếp theo như này. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.